một ngôi nhà 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ ở mặt đường như thế này cho thuê cũng chỉ được 4 triệu, 5 triệu, đẹp lắm thì cũng được đến 6, 7 triệu một tháng là cùng mà thôi. Anh chị em thân mến như vậy thì về mặt dòng tiền mà cái ngôi nhà này nó tạo ra cho nhà đầu tư khi mà sở hữu một cái ngôi nhà mặt đường như này, về mặt dòng tiền nó đem lại là không hiệu quả, đúng không? À tất cả ở trong nước Việt Nam ở đâu cũng như vậy thôi một cái nhà mà 4 năm tỷ và trên thị trường thì cho thuê được khoảng tầm 5 triệu đến 6 triệu mà thôi nói về đầu tư để có dòng tiền thì đầu tư mà nhà mặt đường ở Việt Nam là không hợp lý một chút nào anh chị em thân mến về khía cạnh thứ hai là về mặt lãi vốn một ngôi nhà 4 tỷ nó không thể nhân đôi lên thành 8 tỷ trong một thời gian ngắn được anh chị em thân mến hay là mua 5 tỷ không thể lên gấp đôi là 10 tỷ đấy về mặt dòng tiền còn những ngôi nhà như thế này anh chị em thân mến thì chúng ta có nên đầu tư hay không thì chúng ta phải cân đối đến cái việc mà chúng ta đặt câu hỏi là mua để làm gì mua về mà lãi vốn thì là nó không thể nhân đôi nhân ba được rồi mà gấp rưỡi thì cũng rất là khó từ 6 tỷ mà lên đến 9 tỷ là gấp rưỡi cũng rất là khó trong thời gian vài 3 năm anh chị thân mến về mặt dòng tiền thì nó tạo ra cho chúng ta một cái lượng tiền cho cho thuê rất là thấp để chúng ta là cân đối là không nên đầu tư cái mặt tiền 4, 5, 6 tỷ như thế này anh chị em thân mến, nó cái những ngôi nhà như này nếu chúng ta mua, chúng ta chỉ phù hợp cho những người mà đầu tư kinh doanh một tháng kiếm ra năm bảy chục triệu, 100 triệu thì nó mới tạo ra cho cái người mua cái nhà như này một cái dòng tiền lớn để mà bù đắp uh, cho cái tiền mà uh, lãi lãi vốn của chúng ta khi chúng ta bỏ ra bốn năm tỷ 6 tỷ thì chúng ta đầu tư kinh doanh chúng ta kiếm được bảy tám triệu 100 triệu hay là 200 triệu một tháng thì đó mới là uh, đầu tư đúng anh chị em thân mến cảm ơn anh chị em đã theo dõi video.